Xin chào cả nhà nha, xin chào cả nhà nè. Tên tên tên. Mọi người biết đây là gì không? Đây là son ba màu nha mọi người nha. Một thỏi son nhưng mà nó có ba màu ở trên cây son. Hộp của nó rất là xịn nha mọi người, rất là xịn, rất là sang, rất là đẹp ha. Đây là son của nó ha. Đây, đó. Như thế này là ba màu trên một thỏi son, và một thỏi son này cực kỳ sang chảnh luôn. Và đây, An test cho mọi người xem màu. Đó, đây là màu của nó. Chất son rất là lì, rất là mịn môi. Hàng bao chính hãng nha mọi người. Đó, đây là màu. Ba màu trên một thỏi son, cực kỳ đẹp và cực kỳ sang luôn. Rất là mịn môi ha. Nó có tinh chất dưỡng môi, rất là mịn môi. Và quan trọng, rất là lì. Đây, An đã test và đã bôi ha mọi người ha. Test và đã bôi cho mọi người xem. Đây, đây là màu, ba màu. Hàng có sẵn ở shop nè. Mọi người đến shop mua một cây là được giá sỉ nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè.